Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi Từng Trần thôi động thanh liên nghiệp hỏa thiêu đốt cổ hỗn độn ma khí âm lãnh kia, khiến nó phải chạy khỏi thân thể của Từng Trần, thì ngay sau đó, thanh âm của Hồng Hoang Tổ Long liền vang lên, mang theo kinh ngạc nói: "Lão già La Hầu Ma Tổ kia vậy mà cũng còn sống?" "La Hầu Ma Tổ?" Từng Trần nghi ngờ nói. "La Hầu Ma Tổ là một trong ba ngàn hỗn độn thần ma sinh ra trong hỗn độn, lão già này, năm đó cùng sinh linh thái sơ chúng ta ngược lại từng có không ít tranh đấu, không ngờ cũng sống trong mảnh thiên địa này." còn sống sót ha ha lão tổ la hầu này cũng không phải là người tốt gì nhìn từ giọng điệu hồng hoang tổ long la hầu ma tổ này tự hồ không phải đối thủ với hắn bất quá khi từng từng biết được ba ngàn thần ma hỗn độn vẫn còn có chút chấn động không ngờ trong thời đại viễn cổ sinh linh trong hỗn độn vậy mà lại sinh ra nhiều như vậy có sinh linh thái sơ cũng có hỗn độn thần ma hơn nữa hỗn độn thần ma này dường như có chút quan hệ với ma tộc hôm nay ma lệ ngươi vừa lên đây đã động thủ với ta chẳng lẽ là muốn hủy bỏ hiệp nghị cùng bản thiếu động thủ với bản thiếu Tần Trần lạnh lùng nhìn Ma Lệ. Tần Trần, trước đó là chuyện ngoài ý muốn, Ma Lệ cảm giác khí tức của Tần Trần, trong lòng run sợ, giờ phút này trên người Tần Trần tản mắt ra long uy hỗn độn, đối với hắn cũng có một tia rung động mãnh liệt, hiển nhiên trong vạn tượng thần tàn, Tần Trần cũng đạt được thu hoạch không nhỏ. Hừ, bản thiếu biết không phải ngươi động thủ, nếu không sao có thể tha cho ngươi, bất quá, cảnh cáo lão gia hỏa trong thân thể ngươi một chút, nếu còn dám thăm dò bản thiếu, đừng trách bản thiếu không khách khí. Tần Trần hừ lạnh nói. Trong lòng Ma Lệ cả kinh, kinh hãi nhìn Tần Trần, không thể tưởng được từng trần liếc mắt một cái liền nhận ra trong thân thể của hắn có một cường giả viễn cổ khác tồn tại tức chết bản ma tổ rồi la hầu ma tổ kia tức giận đến phát điên truyền âm với từng trần nói tiểu tử người có biết bản tổ là ai không trong đầu từng trần khí tức hỗn độn thần ma tràn ngập tản mắt ra uy áp chấn động thiên địa ta mặc kệ ngươi là ai cho dù ngươi là hỗn độn thần ma bản thiếu cũng giết không tha từng trần hừ lạnh nói nếu ngươi có thể động thủ còn cần phải đợi đến hiện tại sợ là chỉ còn lại một đạo tàn hồn hoặc một đạo bổ nguyên thôi nhỉ còn dám khiêu khích bản thiếu bản thiếu tiêu diệt ký chủ của ngươi, để cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi, tức chết bản ma tổ rồi. La hầu ma tổ sắp điên rồi, bất quá, hắn thật đúng là lo lắng từng tầng giết ma lệ, hiện tại hắn đã ký sinh trong cơ thể ma lệ, một khi ma lệ vững lạc, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mẹ nó, thằng nhãi này quá ngông cuồng. La hầu ma tổ hùng hùng hổ hổ, nhưng ngay cả một chút biện pháp đối phó với từng tầng hắn cũng không có. Ha ha ha, sợ là La hầu ma tổ này đã tức điên rồi. Trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp, hồng hoàng tổ long lại cười bò lên nhảy xuống có thể nhìn thấy một lão bằng hữu từ viễn cổ hỗn độn thần ma bị một vãn bối như từng trần giáo huấn trong lòng hắn quả thực sướng khoái đến cực điểm mà bên kia la hầu ma tổ sau một hồi gào thét phẫn nộ lại không nói lời nào tiền bối tiền bối ma lệ mở miệng nói hừ tiểu tử này đích xác có chút cổ quái la hầu ma tổ hiếp mắt ngươi không phải nói thằng nhãi này là nhân tộc sao sao lại là một tên chân long tộc hơn nữa trên người hắn vậy mà có lực lượng hỗn độn liên hỏa của hỏa giới hỗn độn liên hỏa kia ngay cả hỗn độn thần ma chúng ta cũng không dễ dàng thu lấy tiểu tử này quá tà môn tiền bối từng trần hắn đích thật là nhân tộc ta dám bảo đảm sở dĩ hắn là thân thể chân long hẳn là lợi dụng một loại bí pháp chân long nào đó diễn hóa ra bản chất vẫn là nhân tộc xích viêm ma quân khẳng định linh hồn của người này đều ẩn chứa long hồn lực rõ ràng là linh hồn chân long sao có thể là do bí pháp diễn hóa ra bất kỳ bí pháp nào cũng chỉ có thể diễn biến ra khí tức tuyệt đối không có khả năng thay đổi linh hồn linh hồn thay đổi đó chính là chân long tộc chân chính Ma lệ và Xích vi ma quân nghe vậy thì đều ngây ngẩn cả người. Từng trần lại có linh hồn của chân long tộc, sao bọn họ lại không biết? À, chẳng lẽ là La hầu ma tổ đột nhiên nhướng mày, trầm giọng nói. Tiền bối ngày sao vậy, thế La hầu ma tổ không nói lời nào. Ma lệ nghi ngờ hỏi. La hầu ma tổ lắc đầu, không sao, vừa rồi ta chỉ nghĩ đến một lão gia hỏa, thật ra có thể giải thích nguyên nhân trên người tiểu tử kia là bằng hữu của tiền bối ngày sau. Bằng hữu ai mẹ nó ta phải làm bạn với loại gia hỏa kia hừ đó là một lão già ưa thích cậy già bán mình thích tự cho mình bất phàm giống như trong thiên địa lớn nhất bản ma tổ thấy hắn không vừa mắt đã lâu bất quá lão già kia thực lực ngược lại có một chút nếu không bản ma tổ đã sớm giết chết hắn rồi la hầu ma tổ hừ hừ nói trong lúc song phương nói chuyện với nhau đột nhiên liệt dương thần quy này sau khi du tổ hồi lâu rốt cuộc đi tới chỗ sâu nhất của mảnh hỗn độn tinh hà này trên mảnh hỗn độn tinh hà này vậy mà có một vòng xoáy trên vòng xoáy kia còn có một đạo tinh quang màng khiến cho hải vực này nhìn từ xa cũng không khác gì các tinh hà hỗn độn khác nếu không phải liệt dương thần quy này mang theo bọn họ đến đây những người khác muốn tìm tới nơi này độ khó cực cao hoàn toàn chỉ có thể dựa vào may mắn mà khi đi tới bên cạnh vòng xoáy này liệt dương thần quy đặc biệt hưng phấn hoang hô một tiếng nó nhảy lên cao vẽ lên ánh sao vạn trượng khi ánh sao rơi xuống tựa như vô tận ánh bạc bay lả tả ẩn ẩn trong tựa như để người ta nghe được tiếng giọt châu bạc rơi xuống Vèo một cái liệt dương thần quy trong nháy mắt tiến vào trong vòng xoáy này biến mất không thấy gì nữa nơi này chính là trung tâm của ngân hà đi vào đi hồng hoang tổ long đột nhiên khẽ quát một tiếng từng trần không chút do dự theo sát liệt dương thần quy nhảy vào vòng xoáy trong nháy mắt từng trần tiến vào vòng xoáy ma lệ xích viêm ma quân còn có rất nhiều tôn giả ở đây cũng nhao nhao xông vào bên trong vòng xoáy này trước mắt hoa lên bọn từng trần đã đi tới chỗ sâu trong vòng xoáy này như là tiến vào một vùng thiên địa khác một đám người dồn dập ở trong hư không muốn ổn định thân hình thế nhưng không đợi cho đám người ổn định lại thân hình đột nhiên một đạo khí tức đáng sợ bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng bao phủ tới phản phất đã sớm chờ đợi từ lâu trong nháy mắt đánh giết về phía đám đông tôn giả lúc này liền có cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết một ít tôn giả dưới sự oanh sát của nguồn sức mạnh này trực tiếp vỡ nát ra bị đánh thành xương máu trên bầu trời một hoàng tọa bạch cốt to lớn xuất hiện hoàng tọa này thông thiên do từng căn bạch cốt chế tạo minh mông vô biên phong tỏa một phương thiên địa bạch cốt hoàng tọa vô cùng to lớn từng căn bạch cốt thông thiên nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy trên những xương trắng này từng sợi đại đạo thần liên dũng động bên trong thần liên này các loại pháp tắc nở rộ ra hỗn độn khí dũng động mỗi một căn bạch cốt đều giống như có thể chống đỡ lên một mảnh thiên không kình thiên vô địch cốt u hoàng trong đám người có người gào thét rung trời bởi vì mọi người nhìn thấy được bạch cốt hoàn tọa bao phủ tất cả bọn họ chính là cốt u hoàng thi triển ra hoàn tọa bạch cốt to lớn lập tức trấn áp tới các tôn giả còn lại giết ra ngoài trong đám người có địa tôn gầm thét lập tức trên người một vị địa tôn tản ra hỗn độn khí toàn bộ thân thể giống như hóa thành một đầu bằng điểu phóng lên tận trời đại bàng dương cánh lay động chính vạn dặm tư thế này quá kinh người đây cũng là một tên địa tôn thân thể nguy nga bằng ảnh chứng thế tư thái vô địch phản phất có thể xé rách thương thiên lao ra một lỗ thủng. Ha ha ha, tự tìm đường chết. Cốt U Hoàng cười lạnh một tiếng, trong tròng mắt hắn nở rộ đạo đạo quang mang, trên ghế bạch cốt hoàng kia, vô tận khí tức bộc phát, mơ hồ trong đó, hình như nhìn thấy bóng dáng một bạch cốt to lớn ngồi xếp bằng ở trên bạch cốt hoàng tọa, thò ra bàn tay của mình chụp xuống thiên địa. Đây là một bàn tay bạch cốt to lớn, trên bàn tay cốt khí thông thiên, từng ngón tay bạch cốt đằng đằng sát khí, như có thể đem chư thiên vạn giới đều xé rách, hướng về địa tôn cường giả hóa thân bằng điểu kia bỗng nhiên chảo một cái. Trong phút chốc, bạch cốt lợi trảo to lớn này tự hồ ngưng tụ hỗn độn sát khí vạn giới con bằng điểu do địa tôn kia hóa thân thành lại bị bạch cốt thủ trảo này gắt gao bắt lấy xuyên thấu hư không bạch cốt thủ trảo hung hăng đâm vào trong thân thể to lớn của con bằng điểu này một trảo này cực kỳ bá đạo tự hồ một trảo này có lực lượng khai thiên tích địa phịch một tiếng bằng điểu từ không tung rơi xuống bởi vì một trảo này đâm thủng thân thể của hắn khi bạch cốt thủ trảo này muốn cứng rắn đem bằng điểu này xé rách thân thể to lớn của bằng điểu lập tức biến mất địa tôn này lộ ra bản tướng điên cuồng lui về phía sau tuy hắn thoát được từ bạch cốt lợi chảo này một mạng nhưng thân thể của hắn đã bị bạch cốt bàn tay này xuyên thủng trên thân máu me đầm đìa ngực xuất hiện từng lỗ thủng một chảo này của bạch cốt hoàn tọa không chỉ phá thân thể của hắn cũng xuyên qua nhục thể của hắn lúc này cốt u hoàng nhìn thấy bạch cốt hoàn tọa của mình một kích lại không giết chết đối phương lộ ra một tia kinh nghi cười âm hiểm đang chuẩn bị ra tay lần nữa thì đúng lúc này trong đám người một tiếng gầm thét vang lên nương theo tiếng gầm này tất cả tôn giả đi theo tiếng vào vòng xoáy đều đồng thời xuất thủ bởi vì tất cả mọi người đều biết nếu như không giết ra ngoài một khi bị cốt u hoàng nhìn chằm chằm ngay cả cường giả cỡ bằng điểu địa tôn này cũng có thể dễ dàng trọng thương đổi lại là những người khác sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết chỉ có liên thủ thì mới có thể giết ra được mà đối mặt với nhiều cường giả đánh tới như thế cốt u hoàng lại nghe răng cười bạch cốt hoàn tọa xoay tròn hào quang cốt đảo ngút trời hóa thành mặt trời chói chang cốt khí cuồn cuộn như muốn phá nát vạn vật trong thiên địa bao phủ xuống dưới vô số cường giả ra tay tôn giả khí hóa thành một dòng sông dài mênh mông cùng với bạch cốt hoàn tọa ầm ầm đụng vào nhau bùng nổ ra tiếng nổ vang động trời nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không thể đánh vỡ được đúng lúc này từng trần và ma lệ lẫn trong đám người liếc mắt nhìn nhau âm thầm động thủ trong cơ thể từng trần kiếm khí vô hình bắt đầu khởi động kiếm khí này ngưng tụ một tia lực lượng của thanh liên chi hỏa hỗn độn xen lẫn trong công kích của vô số tôn giả trong nháy mắt chém giết về phía bạch cốt hoàng tọa kia ánh mắt ma lệ cũng lóe lên trong cơ thể một cổ ma cổ đặc thù tràn ngập hóa thành một đạo hỗn độn ma quang đánh lên trên hoàng tọa bạch cốt kia một tiếng ầm vang bạch cốt hoàng tọa vốn bị rất nhiều tôn giả oanh kích không ngừng rung động giờ phút này vậy mà phát ra một tiếng răng rắc rất nhỏ hỗn độn khí phía trên trong nháy mắt bị đánh rớt một nửa đồng thời lực lượng của hỗn độn thanh liên nghiệp hỏa kết hợp với kiếm đạo chi lực bỗng nhiên chui vào trong bạch cốt hoàn tọa này chỉ nghe răng rắc một tiếng đại trận bạch cốt trên bạch cốt hoàn tọa lập tức bị tổn hại một chút bắt lấy cơ hội này tất cả mọi người đều từ dưới đại trận bạch cốt hoàn tọa nhau nhau đào thoát đáng chết là ai cốt u hoàng rống giận ánh mắt băng lãnh chăm chú nhìn rất nhiều tôn giả phía dưới lúc trước có người thi triển ra công kích trong nháy mắt phá vỡ trận pháp phòng ngự của bạch cốt hoàn tọa làm cho bạch cốt hoàn tọa của hắn đều có một tia tổn thương rốt cuộc là ai cốt u hoàng người dám vây giết chúng ta chẳng lẽ muốn cùng vạn tộc chúng ta giao chiến sao một tên địa tôn gào thét đi lên phía trước sát khí đằng đằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cốt u hoàng toàn thân tuôn ra sát khí vô tận phẫn nộ không thôi cốt u hoàng quá hèn hạ lại thủ ở dưới vòng xoáy này ra tay với tất cả người tiến vào nơi đây hành động như vậy làm sao không khiến người ta phẫn nộ hơn nữa cốt u hoàng vậy mà là công kích không phân biệt đây hiển nhiên là muốn đối địch với vạn tộc ha 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 chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng đại biểu vạn tộc các người mở to mắt nhìn kỹ một chút cường giả nơi này mới là đại biểu cho vạn tộc cốt u hoàng cười nhạo một tiếng trong nháy mắt thu hồi bạch cốt hoàn tọa sau khi cẩn thận xem xét sắc mặt không khỏi khó coi đại trận trong chí bảo của hắn vậy mà bị tổn thương một phần rốt cuộc là ai động thủ ánh mắt của hắn lạnh như băng quét qua tất cả mọi người ở đây ý đồ tìm ra người động thủ với bạch cốt hoàn tọa của hắn mà những tôn giả khác ở đây nghe vậy nhìn về phía trước lập tức sắc mặt ngưng tụ toát ra vẻ chấn động từng trần cũng dừng lại đứng trong hư không nhìn trước mắt sau khi từng trần đi vào trong vạn tượng thần tàn đã chứng kiến hết lần này đến lần khác có thể nói nhìn thấy cái gì hắn cũng không giật mình nhưng mà khi nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng từng trần vẫn không khỏi rùng mình ở sâu trong hỗn độn tinh hà một viên tinh cầu to lớn chìm nổi nơi này đây là một ngôi sao không giống bình thường ngôi sao này to lớn khó có thể đo lường nổi ở chỗ sâu trong tinh hà ngôi sao này to lớn hơn nữa toàn thân hắc ám tựa như một cái ma tinh sự đáng sợ của nó còn vượt xa không chỉ có vậy ngôi sao to lớn này phun ra hỗn độn khí hỗn độn khí bao phủ tựa hồ nó có thể thổi quét cửu thiên tự hồ nó có thể bao phủ vạn giới. Hỗn độn khí vô tận ở trong ngôi sao to lớn này phun trào ra, vô số hỗn độn khí nhảy lên, trong hỗn độn khí vô tận này làm cho người ta rất khó nhìn thấy bên trong có cái gì. Ngôi sao phun trào ra vô tận hỗn độn khí như vậy, nếu như không phải là nâng ở trong ngân hà ống ánh, để người ta rất khó nhìn rõ ràng đây là một ngôi sao. Rất nhiều tôn giả ở đây cũng đều nghe dạy ra, nhìn ngôi sao này, không biết vì sao, nhìn thấy một viên siêu sao vô cùng quỷ dị như vậy, trong lòng mọi người luôn có chút bất an, ở trong vô tận hỗn độn khí này, cứ như nó thông hướng đến một địa phương tràn ngập bóng tối vô tận, bất luận kẻ nào vừa tiến vào bên trong đều sẽ lập tức trầm luân. Một ngôi sao này, phản phất như thông xuống địa ngục, mà bất luận là ai khi nhìn thấy một ngôi sao như vậy, đều sẽ cảm thấy nó tràn đầy khí tức ma tính, phản phất là một cửa vào địa ngục, mang theo hỗn độn, đồng thời cũng có một loại khí tức vũ trụ hồng hoang, làm cho người ta rung động không thôi. Mà trước đó bọn họ truy tung Liệt Dương Thần Quy, nhìn thấy một ngôi sao dũng động hỗn độn khí vô tận, lại có vẻ đặc biệt vui mừng, toàn thân nó tỏa ra liệt diễm màu vàng, trong hỗn độn khí màu đen này du ngoạn Tự Hồ muốn tiến vào trong ngôi sao màu đen này, mà để cho mọi người càng thêm khiếp sợ chính là, trong phiến thiên địa này, ngoại trừ cốt u hoàng xuất lĩnh rất nhiều cường giả cốt tộc, còn có những cường giả vạn tộc khác. Đồng thời, những tôn giả này đều là cường giả đỉnh cấp của các tộc, dùng dập ở bên trong hỗn độn khí của ngôi sao màu đen này, khoanh chân ngồi, xa gần đều có. Tự Hồ đang cảm ngộ cái gì, đào đào hỗn độn khí màu đen vườn quanh ở trong thân thể bọn họ, hiển hóa đại đạo, để cho mỗi người trên thân đều quấn quanh một tia ma tính màu đen khí tức. Nguyên hồn địa tôn, ảnh mị địa tôn, vạn vẫn địa tôn cử nhạc địa tôn nhìn thấy từng bóng người trong không gian thần bí này mọi người nhao nhao biến sắc nơi này vậy mà ngưng tụ ra rất nhiều cường giả vạn tộc hơn nữa đều là cường giả cao cấp nhất trong các đại tộc mà giờ khác này những cường giả vạn tộc này nhìn thấy liệt dương thần quy bơi tới trong từng ánh mắt nhao nhao bắn ra thần hồng thì triển ra pháp tắc thần liên quấn quanh liệt dương thần quy kia đúng là muốn bắt giữ liệt dương thần quy này từng sợi thần liên nổ bắn ra thần hồng mạnh mẽ quấn quanh liệt dương thần quy kia mỗi một sợi thần liên đều ẩn chứa pháp tắc khác nhau có đại đạo của ma tộc khí tức ma tính của uyên ma tộc dũng động trên thần liên của vạn vẫn địa tôn lại có ánh sao cuồn cuộn phản phất như sâu chuỗi lại từng ngôi sao mà trên thần liên đại đạo của cử nhạc địa tôn lại diễn hóa ra từng tòa thái cổ thần sơn thần sơn cuồn cuộn trấn áp hết thảy cường thế trấn áp về phía liệt dương thần quy kia thiên địa hỗn độn thiên băng địa liệt nhật nguyệt không ánh sáng nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay hình ảnh sinh ra lại cường đại đến mức nào không thể dùng từ ngữ để hình dung nhưng tại trước mặt ngôi sao hỗn độn màu đen này công kích của vạn tộc cường giả này lại nhỏ bé như con kiến như con kiến trong thiên đạo như các bụi trong biển cát như sao trên bầu trời đồng thời bên cạnh vạn tộc cao thủ này còn có từng vị cường giả của các tộc khoanh chân ngồi lơ lửng bên trong ngôi sao màu đen hỗn độn cốt u hoàng chỉ là một trong số đó mà thôi sắc mặt mọi người đều thay đổi cường giả vạn tộc đều ở nơi này mà hành động của cốt u hoàng lại không người ngăn cản điều này nói rõ cái gì hiển nhiên chứng minh hành động của cốt u hoàng rõ ràng là được cường giả vạn tộc đồng ý từng trần nhìn chằm chằm cường giả vạn tộc kia ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói hồng hoang tổ long tiền bối không phải ngươi nói hỗn độn tinh hà hạch tâm rất khó tìm sao chỉ có liệt nhật thần quy kia mới có thể tìm được, sao nơi này có nhiều cao thủ như vậy? Hồng Hoang Tổ Long ngơ ngác, "Mẹ kiếp, không thể nào, nơi trung tâm của Hỗn Độn Tinh Hà này, rất khó tìm, sao có thể có nhiều người tụ tập ở đây như vậy? Trong này nhất định có cổ quái." Hắn trầm giọng nói, ngữ khí rất khẳng định, nơi này tuyệt đối có biến động mà hắn không biết. Mà trong thân thể Ma Lệ, La Hầu Ma Tổ cũng đang nói chuyện với Ma Lệ. Từng cần nhìn về phía ngôi sao màu đen, bên ngoài ngôi sao màu đen này, cường giả vạn tộc đều tụ tập ở đây, đưa mắt nhìn lại hầu như mấy cường giả đỉnh cấp của các đại tộc đều đến đây điều này làm cho từng trần hiểu rõ đây hẳn không phải là một chuyện ngoài ý muốn nếu như là ngoài ý muốn tới đây không có khả năng có nhiều người tụ tập ở đây như lời hồng hoang tổ long nói hẳn là có nguyên nhân nào đó không biết để cho tất cả mọi người tụ tập ở nơi này lúc này rất nhiều thần liên ngưng tụ về phía liệt dương thần quy kia từng sợi thần liên thông thiên ý đồ khóa lại liệt dương thần quy điều này làm cho từng trần không khỏi đổ mồ hôi nhiều cường giả như vậy mà mỗi người đều là tồn tại đỉnh phong như uyên hồn địa tôn vạn vẫn địa tôn đều là cường giả có thể nhìn trộm đạo của thiên tôn là lực lượng trung kiên trong một thế lực lớn cường giả cỡ này liên thủ liệt dương thần quy này sẽ bị bắt sao hừ chỉ bằng đám người này cũng muốn bắt liệt dương thần quy đợi kiếp sau đi hồng hoang tổ long cười lạnh một tiếng bên ngoài ngôi sao màu đen ngay lúc vô số sợi xích thần sắp khóa lại liệt dương thần quy thân thể liệt dương thần quy này đột nhiên chấn động mai rùa trên lưng nó kim quang sáng chói vậy mà hiện ra từng cái phù văn cổ xưa những phù văn này khi chạm vào chư thiên thần liên những thần liên này đều bị vỡ ra đây là thần quy gì ngăn nó lại đám người uyên hồn địa tôn quát chói tai nhào nhào ra tay ngăn liệt dương thần quy lại nhưng liệt dương thần quy này lóe lên liền tiến vào chỗ sâu trong ngôi sao màu đen biến mất không thấy gì nữa ngươi có nhìn thấy liệt dương thần quy này biến mất ở nơi nào không đi theo hồng hoàng tổ long đột nhiên trầm giọng nói ngay lúc thân hình từng trần chuyển động ma lệ cũng động ba người cấp tốc tới gần ngôi sao màu đen này tiểu tử không có sự cho phép của bổn tọa bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào trong ngôi sao hỗn độn này đột nhiên thân hình cốt u hoàng lóe lên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người từng trần âm trầm cười nói dựa vào cái gì ánh mắt từng trần trầm xuống ha 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 dựa vào cái gì chỉ bằng vào quy định này của vạn tộc ta các ngươi muốn đi vào cũng được chỉ có thể tới gần bên ngoài ngôi sao hỗn độn này về phần thâm nhập thêm vào thì không được tất cả các ngươi đều giống nhau cốt u hoàng nghe răng cười nhìn cường giả vạn tộc ở đây nếu chúng ta cứ muốn đi vào thì sao ma lệ ngữ khí băng lãnh nói hắc hắc tiểu tử ma tộc cốt u hoàng liếc nhìn ma lệ âm hiểm cười nói ma tộc cũng giống vậy ngươi muốn tiến vào hỗn độn tinh thần này nhất định phải được ma tộc uyên hồn địa tôn các ngươi đồng ý nếu không bản tọa chỉ có thể ngăn cản ngươi tần trần nghe vậy thì bí sắc đây là mấy đại cường giả của vạn tộc cố ý liên thủ phong tỏa nơi này làm cho những người khác căn bản không cách nào tới gần ngôi sao hắc ám lần này phiền toái rồi sắc mặt tần trần khó coi nếu vạn tộc liên thủ cho dù hắn có mạnh hơn cũng không có khả năng đối địch với cường giả vạn tộc phải nghĩ biện pháp mà một câu nói của cốt u hoàng cũng khiến các tôn giả khác nhau nhau bí sắc có cốt u hoàng ngăn cản lại có vạn tộc liên hợp bọn họ cũng căn bản không thể tiến vào trong ngôi sao hỗn độn này uyên hồn địa tôn đại nhân ta là ma tộc phong ma địa tôn muốn tiến vào hỗn độn tinh thần này xin uyên ma địa tôn đại nhân dơ cao đánh khẽ để thuộc hạ tiến vào lúc này trong đám người một vị địa tôn ma tộc tiến lên phía trước cao giọng hô với uyên ma địa tôn trong tinh thần hát sắc hỗn độn đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha